Phượt Lai Châu xin chào quý vị các bạn. Mới đây thì mình mới được biết là cái cây phiến chi này có thể làm một món ăn được. Thì trước đấy thì mình chỉ biết nó là một vị thuốc thôi, chưa nó làm món rau ăn bao giờ. Hôm nay mình sẽ đi hái những cái ngọn xuyến chi này để xào tỏi xem ăn nó vị như nào. Giờ mình sẽ đi hái rồi các bạn theo dõi xem cách mình làm nhé, thưởng thức nhé. Mình sẽ làm món hoa xuyến chi xào tỏi đây, cho bạn ngắm một tí cảnh của mình nhé. Mình ở dưới chân núi. Mùa này đang mùa trồng ngô của bà con. Ngay dưới chân núi to luôn. Bắt bếp thôi. Đợi dầu nóng thì phi tỏi. Chế đôi đũa đẹp không? Qua một hồi chế biến thì mình đã làm xong cái món hoa xuyến chi xào tỏi. Đây là một gợi ý của các bạn này. Các bạn mình chưa ăn thử món bao giờ. Nay mình làm thử xem nào. Bây giờ mình sẽ thử xem nó ngon không nhá. Nhìn như món rau muống xào tỏi của mình vậy. Thơm mùi tỏi. Ngon lắm. Ngon. Thế ngon. Không có vị đắng, mất hết vị đắng rồi. Không có vị đắng nhặng gì. Ăn nó hơi ráp ráp lưỡi một tí ạ. Ngon quá, tuyệt vời đấy các bạn. Giờ đang mùa cây xuyến chi nó
nó nên lá lon đấy các bạn, thử làm một mẻ ăn nào nhá. Và thử chế biến như mình xào rau muống ấy, thử xem, rất đặc biệt đấy. Cái cây này nó là một vị thuốc, xào lên hay luộc lên thì chắc chắn là nó sẽ có tác dụng gì rất là tốt đấy. Mình chưa tìm hiểu hết đâu. Xin mời các bạn nhá. Ngon quá.